Lâm Vĩ Dạ gây sốc khi tiết lộ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Chia sẻ mới đây của Lâm Vĩ Dạ trên một chương trình truyền hình khiến nhiều người bất ngờ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Vĩ Dạ giờ đây đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt và rất đắt sâu giải trí. Nữ diễn viên thường tạo cho khán giả những trận cười bởi sự hài hước duyên dáng cùng tính cách hòa đồng vui vẻ nên cô rất được lòng đồng nghiệp. Bên cạnh sự nghiệp, Lâm Vĩ Dạ đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên Hứa Minh Đạt. Cả hai kết hôn từ năm 2010, hiện đã có hai nhóc tỳ kháu khỉnh đáng yêu. Mới đây, trong một chương trình, Lâm Vĩ Dạ đã có những chia sẻ về một biến cố cô từng trải qua gần đây. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết năm 2021 cô đi khám tại một bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Dù biết không nguy hiểm đến tính mạng, song cô rất suy sụp. Lâm Vĩ Dạ trải lòng, trong lúc bế tắc, tôi chỉ còn niềm tin duy nhất là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rất nhiều, hay quỳ dưới chân mẹ Quan Âm để cầu xin mẹ phù hộ cho tôi qua kiếp nạn này. Các sư thầy biết hoàn cảnh của tôi nên cũng đọc kinh cho tôi liên tục trong một tháng. May mắn thay, một tháng sau tôi đi khám lại thì bác sĩ bảo hồi trước chẩn đoán nhầm, tôi không hề bị ung thư. Chia sẻ thêm, tại chương trình, nữ diễn viên cho biết cô đã được quy y tại chùa vào năm 2020 với pháp danh Diệu Hương Liên. Hai con cô cũng theo mẹ với pháp danh là Pháp Nguyên Mạng và Pháp Nguyên Phước. Gần đây, trong một chương trình khác, khi bộc bạch về cuộc sống hôn nhân, Lâm Vĩ Dạ cho biết đã lập gia đình có con từ rất sớm. Cũng chính vì điều này đã khiến nữ nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn trong việc quay lại làm nghệ thuật. Cô tâm sự, thời điểm tôi sinh đứa con thứ nhất được 2 tháng, tôi đã ẵm con đi làm lại. Khi diễn, tôi gửi đồng nghiệp truyền tay nhau ẵm. Lúc đó, Quách Ngọc Tuyên, Nam Thư hay anh Trường Giang chưa ai có con hết, nên bé giống như con chung của cả sân khấu vậy. Mỗi người thay phiên nhau bế 10 đến 20 phút để cho tôi lên sân khấu diễn. Nghe tiếng con khóc, tôi phải chạy vào phòng thay đồ cho con bú xong lại ra diễn. Ở trong cánh gà, bé đeo hơi mẹ nên khóc, mọi người ẵm con tôi chạy ra ngoài cửa sân khấu để tôi không nghe, sợ tôi bị phân tâm quên lời thoại. Khoảng thời gian đó rất khó khăn, mọi người đều cảm nhận được sự vất vả đó của tôi. Sau khi công việc vừa có chút khởi sắc vì Lâm Vĩ Dạ đoạt giải bạc tại liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, cô lại mang thai con thứ hai. Cô đã tâm sự với Nam Thư, Thư ơi chắc tao không thể nào quay lại nghề được. Cái nghề này với những người phụ nữ đã sinh con rất khó để quay lại, bị quá nhiều thứ chi phối. Tưởng chừng như không thể quay lại sân khấu được nữa, Lâm Vĩ Dạ đã được Trường Giang nâng đỡ rất nhiều. Lâm Vĩ Dạ chia sẻ, tôi vô cùng mang ơn anh Giang. Anh Giang là người anh bên cạnh tôi từ những ngày còn học trong trường sân khấu. Sau này khi công việc của anh tốt hơn, có vị trí hơn trong nghề, anh lôi tôi đi cho bằng được vì thấy tiếc cho tôi. Anh Giang nói, đi theo anh đi đi dạ, phải làm mới có tiền nuôi con. Đó cũng là khoảng thời gian vợ chồng Lâm Vĩ Dạ Hứa Minh Đạt cãi nhau rất nhiều vì tình hình kinh tế không ổn định, cả hai đều bị áp lực. Thật sự lúc đó, hai đứa con một mình anh Đạt gánh kinh tế thì hơi chật vật. Một phần nào đó tôi cũng không muốn anh Đạt quá cực nên lúc đó tôi lao ra ngoài kiếm tiền đi làm, đi diễn để lo cho con, chứ không phải mục đích nổi tiếng. Tôi nhớ năm 2015 khi vào chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, khán giả thấy tôi phòng nào cũng có mặt. Thật ra là tôi xin để được vào phòng này phòng kia. Hồi đó tôi nghĩ đơn giản, mỗi khi mình vào được một phòng là mình có tiền, mình đem tiền đó về nuôi con, càng nhiều càng tốt. Giờ đây cuộc sống của vợ chồng cô đã dần ổn định và nhiều người ngưỡng mộ vì hôn nhân viên mãn. Dẫu vậy, Lâm Vĩ Dạ tiết lộ cô không tin vào hạnh phúc vĩnh cửu. Đã 12 năm bên Hứa Minh Đạt, nữ diễn viên vẫn luôn giữ tâm thế mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với sóng gió. Cô khiến Lý Nhã Kỳ bất ngờ khi thừa nhận, tôi không tin điều gì sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi luôn giữ bản thân tâm thế, nếu có điều xấu nhất xảy đến, tôi vẫn là chỗ dựa cho các con. Chia sẻ về mong ước khi già, bà xã Hứa Minh Đạt bộc bạch, tôi đi làm, lúc nào cũng nghĩ để có tiền nuôi con chứ không tìm kiếm hào quang sự nổi tiếng. Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay không đồng. Đến năm 40 tuổi tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu, tu tại gia.